Vua Charles không còn nương tay với Harry khi anh công kích mẹ kế Camilla, vua Charles hết mực yêu thương vương hậu Camilla, vì thế lời buộc tội của Harry như thể giọt nước tràn ly. Được biết, vua Charles III đã đuổi vợ chồng công tước xứ Sussex là vương tử Harry và Meghan Markle khỏi Frogmore Cottage để trao lại ngôi nhà cho vương tử Andrew, người không đủ khả năng chi trả phí bảo trì dinh thự Royal Oak sau khi rời nhiệm vụ hoàng gia. Thủ tục trục xuất được cho là đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 1, một ngày sau khi cuốn hồi ký Spare của Harry được phát hành. Vợ chồng Harry và Meghan đã được lệnh phải rời khỏi Frogmore Cottage để vương tử Andrew dọn đến. Theo Fox News, những bình luận của Harry về vương hậu Camilla trong cuốn hồi ký được cho là giọt nước tràn ly dẫn đến việc Harry và Meghan bị đuổi ra khỏi Frogmore Cottage. Chris Anderson, tác giả của cuốn sách Thay Kinh thì cho biết, nhà vua cực kỳ trung thủy với vương hậu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi việc Harry công kích mẹ kế Camilla đã khiến vua Sarkly nổi đoá. Đối với nhà vua, lễ đăng quang có ý nghĩa to lớn đối với vương hậu Camilla và bản thân nhà vua. Việc trao vương miện cho Camilla là mốc son trong tình yêu của họ. Nhưng bóng hình của cố vương phi Diana vẫn còn ám ảnh đâu đây. Còn Harry vẫn mải miết kể rằng vương hậu Camilla đã lên kế hoạch để leo lên địa vị như hiện tại. Một nguồn tin nói với tờ The Mirror, đó là giọt nước tràn ly. Vương tử Harry biết rõ vương hậu Camilla chính là giới hạn chịu đựng của cha mình nhưng vẫn cố tình vượt qua ranh giới một cách trắng trợn. Đó là đỉnh điểm của sự bất kính. Trong mắt Harry, Camilla là một người đàn bà nguy hiểm. Trong những buổi phỏng vấn về cuốn hồi ký, Harry thậm chí còn gọi vương hậu Camilla là nhân vật phản diện, bà hiện diện trong ký ức Harry không khác gì một bà mẹ kế độc ác. Trả lời chương trình 60 Minutes, vương tử Harry cho biết, bà ấy là kẻ xấu, là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của họ, bà ấy cần phải phục hồi thanh danh cho chính mình. Mặc dù trong một cuộc phỏng vấn trước với Good Morning America, Harry khẳng định không coi Camilla là bà mẹ kế xấu xa. Anh kể mình và anh trai đều cầu xin cha không kết hôn với Camilla, bởi sợ rằng hôn nhân sẽ gây ra rất nhiều trở ngại. Trong chương trình 60 Minutes, nhà báo Anderson Cooper đã hỏi về phần trích dẫn mà Harry nói vương hậu Camilla nguy hiểm, anh viết bà ấy đã bắt đầu một chiến dịch trên báo chí Anh để mở đường cuộc hôn nhân. Anh cũng viết mình cũng từng muốn Camilla được hạnh phúc, có thể bà ấy sẽ bớt nguy hiểm hơn nếu được hạnh phúc. Vậy bà ấy nguy hiểm như thế nào? Cooper hỏi. Bà ấy nguy hiểm vì những mối liên hệ đang tạo dựng trong giới báo chí Anh cả hai bên đều sẵn sàng trao đổi thông tin và với một gia đình có tôn ti trật tự trong khi bà ấy đang trên con đường trở thành vương hậu hẳn sẽ có người hoặc những thi thể bị bỏ lại trên đường phố vì điều đó harry ngầm nói camilla đang tận dụng báo chí anh làm công cụ để bà bước lên đỉnh cao quan điểm này cũng từng được harry viết trong trong hồi ký nếu bạn tin rằng việc xuất hiện trên trang nhất dù tiêu cực hay tích cực sẽ khiến danh tiếng của bạn bay xa hơn hoặc giúp bạn có cơ hội được chấp nhận ở địa vị cao nhất bởi công chúng anh thì bạn sẽ bất chấp mà làm về căn dinh thự Frogmore Cottage. Frogmore Cottage là một dinh thự cổ được xây dựng từ thế kỷ 18 và được cố nữ vương Elizabeth tặng cho vợ chồng Harry như một món quà cưới. Ban đầu, dinh thự là nơi ở của nhân viên nhưng được trùng tu và mở rộng với chi phí hơn 2,4 triệu bảng Anh, gần 70 tỷ Việt Nam đồng. Harry và Meghan chỉ ở trong dinh thự này khoảng 6 tháng trước khi chuyển đến Canada và sau đó là Mỹ. Dinh thự bị bỏ trống sau khi vương tử Harry cùng Meghan chuyển tới sống tại Mỹ hồi năm 2020. Hiện cặp đôi đã mua một biệt thự trị giá 11 triệu bảng, khoảng 310 tỷ Việt Nam đồng ở Montecito, California. Năm ngoái, Vương thất Anh xác nhận Harry và Meghan đã hoàn toàn độc lập tài chính và trả lại 2,4 triệu phí trùng tu Frogmore Cottage. Căn nguyên mâu thuẫn dai dẳng giữa vợ chồng Harry, Meghan và William kết bắt nguồn từ một lần ghé thăm nhà. Công tước và nữ công tước xứ Sussex đã chuyển đến Mỹ cùng con trai Archie vào năm 2020 sau khi tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia Anh. Kể từ đó, Mối quan hệ giữa họ và vợ chồng William kết ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt sau cuộc phỏng vấn gây bão với Oprah Winfrey vào tháng 3 năm 2021. Trong cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hoàng gia, bao gồm mối quan hệ giữa Harry và cha mình, cũng như những khó khăn về sức khỏe tinh thần mà Meghan phải đối mặt. Thực tế, mâu thuẫn giữa hai cặp đôi đã nhen nhóm từ trước đó. Trong cuốn hồi ký Spare, vương tử Harry tiết lộ về lần đầu tiên Meghan Markle gặp gỡ gia đình chồng vào tháng 7 năm 2016. Meghan đã rất ấn tượng khi được mời đến thăm căn hộ cũ của William và Kate tại cung điện Kensington. Theo lời kể của Harry, sự việc diễn ra vào tháng 6 năm 2018, Meghan đã tỏ ra ngạc nhiên trước sự xa hoa trong căn hộ của William và Kate, đồng thời cho rằng Harry xứng đáng được hưởng nhiều hơn với tư cách là thành viên hoàng gia. Vương tử Harry viết trong hồi ký, chúng tôi đến thăm nhà họ vào một buổi chiều muộn. Tôi thấy mắt mét mở to khi chúng tôi bước vào cửa trước, đi ngang qua phòng khách, xuống hành lang và vào phòng làm việc của họ. Wow mét thốt lên nhiều lần. Tác giả Robert Robson cũng đề cập đến sự việc trong cuốn sách của mình về vương phi xứ Wales. Ông cho biết, theo tìm hiểu, khi Meghan và Harry đến uống nước tại căn hộ của William và Catherine, khi họ còn sống ở Nottingham Cottage đối diện, Meghan đã rất ngạc nhiên trước sự chênh lệch giữa hai anh em. Tờ The Independent dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết, tôi không nói rằng Meghan ghen tị, nhưng cô ấy thực sự ngạc nhiên khi thấy anh trai của Harry sống xa hoa như thế nào so với nơi họ đang sống cuốn sách cũng cho rằng đây có lẽ là khởi đầu cho mọi căng thẳng giữa hai cặp đôi. Ngoài ra, Harry còn đề cập đến một cuộc ẩu đả giữa anh và William vào năm 2018. Nguyên nhân được cho là do William gọi Meghan là thô lỗ và khó ưa. Mâu thuẫn giữa hai cặp đôi ngày càng trở nên gay gắt và công khai, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Dù chưa rõ tương lai mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng rõ ràng những rạn dạ nứt trong gia đình hoàng gia Anh vẫn là tâm điểm bàn tán của dư luận. Sau những lần đăng đàn kể hết, Harry bối rối vì mối bất hòa với anh trai William mãi vẫn chưa thể hòa giải kể từ khi vương tử Harry và Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh vào năm 2020. Họ đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn gây chú ý, tiết lộ nhiều thông tin riêng tư về cuộc sống của họ trong hoàng gia Anh. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa Harry và anh trai William trở nên căng thẳng. Một nguồn tin nói với tạp chí Hit, mặc dù đây là một tình huống khó xử đối với tất cả bọn họ, nhưng cả hai đều nghĩ rằng càng sớm gạt bỏ được mọi chuyện thì càng tốt. Harry không thể tin được mọi chuyện lại đi đến mức này, anh ấy thực sự nghĩ rằng đến bây giờ họ đã tìm được cách hòa giải và anh ấy ghét phải nghĩ đến việc nó tiếp diễn. Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, vương tử Harry tin rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cố gắng hàn gắn mối quan hệ với hoàng gia. Không chỉ riêng thân vương William, Harry được cho là đã liên lạc với vương phi kết sau khi cô xuất hiện tại chung kết đơn nam Wimbledon vào ngày 14 tháng 7. Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện chính thức thứ hai trong năm của kết sau thông tin cô điều trị ung thư hồi đầu năm. Theo hit sự xuất hiện của Kate đã thúc giục Harry liên lạc với chị dâu. Anh đã viết cho cô một bức thư riêng với hy vọng hàn gắn mối quan hệ của họ. Harry đã theo dõi Wimbledon và rất vui khi thấy Kate trông rất rạng rỡ. Anh ấy đã gửi cho cô ấy một lời nhắn để chúc mừng cô ấy và cho cô ấy biết anh ấy vui mừng như thế nào khi thấy cô ấy ra ngoài. Anh ấy rất biết ơn vì cô ấy đang hồi phục và có thể trở lại nhiệm vụ sau khi nghỉ phép, cũng như Megan, một nguồn tin tiết lộ. Dường như, vương tử harry sẵn sàng chấp nhận rằng anh ấy có thể không bao giờ thân thiết với gia đình mình nữa nhưng không từ bỏ hy vọng về một cuộc đoàn tụ tuy nhiên chuyên gia hoàng gia jenny bond cựu phóng viên hoàng gia của bbc lại có cái nhìn bi quan về khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa hai hoàng tử bà nói tôi nghĩ đối với william harry thực sự không tồn tại william có đủ áp lực về trái tim và khối óc của mình với người vợ đang điều trị ung thư cha anh ấy công việc và các con của anh ấy Đến mức tôi không nghĩ anh ấy có bất kỳ khoảng trống nào trong tâm hồn để lo lắng về người em trai xa cách của mình. Tôi nghĩ William đã từ bỏ Harry. Trong khi đó, tác giả Hoàng gia Tom Quinn tin rằng mối quan hệ giữa Harry và William có thể không thể hàn gắn. Sau khi Harry cáo buộc anh trai hành hung mình trong một cuộc cãi vã dữ dội, được ghi lại trong cuốn hồi ký Spell. Ngay cả khi phàn nàn về vị trí là người thừa kế dự phòng, Harry sẽ không chủ động trong việc cố gắng hòa giải với anh trai mình anh ấy vẫn mong đợi William sẽ thực hiện bước đi đầu tiên trong bất kỳ nỗ lực hòa giải nào. William rất khó chịu với những lời phàn nàn và công kích của Harry đối với hoàng gia nên anh ấy đã hoàn toàn đóng cửa và không có ý định chia bàn tay hữu nghị, Tom Quinn lý giải. Lần gần đây nhất Harry ở Anh là vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Game vào tháng 5, nơi anh tham dự một buổi lễ tại nhà thờ sưu tầm Pau. Anh đã không gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình trong chuyến đi, kể cả vua Sarkly. Lần cuối cùng hai cha con gặp nhau là vào tháng 2, khi Harry bay đến London sau khi vua Sackley được chẩn đoán mắc bệnh ung thư